giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Ngày hôm nay thì Minh Châu cũng như là cô Diệu Thảo sẽ dành thời gian để giải đáp thư của khán giả đã gửi về cho chương trình. Cô ơi, có một lá thư rất là dễ thương nha. Thư gửi từ chị Phan Ngọc Thanh Mai ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Trong thư chị nói như thế này: chào chương trình, bé nhà tôi rất thích ăn nhanh, nhất là khoai tây chiên. Và tôi thấy khoai tây cũng là một thức ăn tốt cho trẻ nhỏ, nhưng mà chiên giòn nhiều dầu mỡ thì không có tốt cho bé. Rất mong chương trình tư vấn một món nào từ khoai tây mà ngon để cho tôi có thể cho bé thưởng thức. Trong chương trình kỳ này thì Diệu Thảo sẽ giới thiệu với quý vị khán giả và đặc biệt là cho chị Thanh Mai vừa mới gửi thư cho chương trình á, một món ăn chế biến từ khoai tây là phối hợp với thịt bò, và đặc biệt là món ăn này chúng ta sẽ không sử dụng nhiều dầu mỡ. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng vào bếp với món khoai tây xào thịt bò. Để thực hiện món ăn này, quý vị khán giả cần chuẩn bị 200g thịt bò phi lê, 300g khoai tây vàng, một trái cà chua, một ít rau cần tàu, tương cà, tỏi băm, các loại gia vị thông thường và mayonnaise Aji Mayo ngọt dịu. Đầu tiên là chúng ta sẽ cắt muối những cái củ khoai tây này ra. Cô cắt đôi và bây giờ cô cắt mỗi cái phần nửa này ra làm 3 phần nè. Dạ. Cho vào trong một cái tô. Sau khi mà cho khoai tây vào tô, chúng ta sẽ rắc vào trong khoai tây 1/4 muỗng cà phê muối nè, với lại 1/4 muỗng cà phê bột ngọt. Minh Châu giúp cho cô trộn đều cái phần gia vị này đi. Dạ. Bây giờ cô sẽ lấy màng bọc để bọc khoai tây này lại. Cho vào đây khoảng chừng 1 muỗng cà phê nước thôi. Rồi. Rồi, em sẽ giúp cô cho vào lò vi sóng ha. Trong khi chờ khoai tây chín thì quý vị khán giả sẽ chuẩn bị sang các nguyên liệu còn lại. Đầu tiên là chúng ta có một trái cà chua. Chúng ta sẽ cắt muối phần cà chua này ra. Dạ, cũng cắt muối giống như khoai tây hả cô? Đúng rồi, cũng giống y như vậy luôn. Đến cần tàu, rau cần tàu thì quý vị khán giả sẽ cắt khúc khoảng chừng 4cm. Kế đó quý vị khán giả sẽ cắt sang đến phần thịt bò. Bò chúng ta mua đó thì chúng ta phải mua miếng bò phi lê thì bò mới mềm. Và khi mua miếng bò phi lê vậy, sớ thịt bò nó đang là ở sớ dọc như thế này, chúng ta sẽ cắt theo sớ ngang. Bây giờ thì chúng ta sẽ sang giai đoạn ướp gia vị vào phần thịt bò. Khoảng nửa muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon, nửa muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê tỏi băm, ướp thêm 1 ít tiêu nữa. Cô sẽ cho vào 2 muỗng canh sốt mayonnaise Aji Mayo ngọt dịu. Khi chúng ta ướp 1 ít sốt mayonnaise Aji Mayo ngọt dịu vào trong món ăn á, giúp cho món ăn có hương vị ngon và đồng thời miếng thịt sẽ mềm và mướt hơn rất là nhiều. Quý vị khán giả thân mến, chỉ cần một chút sốt mayonnaise Aji Mayo ngọt dịu trong quá trình tẩm ướp thịt bò thôi thì quý vị sẽ cảm nhận được sự khác biệt của thịt bò mềm, thơm và chắc chắn là sẽ rất là ngon ạ. Tất cả nguyên liệu mình sẵn sàng rồi, khoai tây cũng đã chín. Minh Châu lấy khoai tây ra, chúng ta bắt đầu chế biến. Bây giờ thì chúng ta sẽ đặt chảo lên bếp. Minh Châu giúp cô bật bếp lên. Khi chảo đã nóng rồi, quý vị khán giả sẽ cho dầu vào. Đợi cho dầu nóng, chúng ta sẽ trút khoai tây vào. Quý vị khán giả nhớ lưu ý là khi mà chúng ta áp chảo khoai tây như thế này, chúng ta làm chín khoai tây trước ở trong lò vi sóng á, giúp cho khoai chín đều và khi chúng ta xào món ăn, khoai sẽ có độ dẻo và ngon hơn. Quý vị khán giả thân mến, khi mà chúng ta làm chín khoai tây trước như vậy thì đảm bảo là khoai tây sau khi chế biến xong sẽ rất là mềm dẻo và món ăn sẽ thơm ngon hơn rất nhiều ạ. Và bây giờ thì cô sẽ gấp hết cái phần khoai tây mà mình đã áp chảo. Minh Châu giúp cô bật bếp lên trở lại và cho một ít tỏi vào, phi vàng phần tỏi này tiếp tục để chúng ta xào thịt bò. Cô sẽ cho ngay thịt bò vào. Đảo đều phần thịt bò để phần thịt bò này chín đều, cho tiếp cà chua vào. Dạ, tiếp tục cho khoai tây vào. Chúng ta sẽ lần lượt nêm thêm gia vị vào, vì khi cho khoai tây vào thì món xào sẽ hơi khô, cho nên chúng ta sẽ cho thêm 3 muỗng canh nước, 1 muỗng canh tương cà, 1 muỗng canh sốt mayonnaise Aji Mayo ngọt dịu. Cuối cùng chúng ta sẽ cho thêm khoảng 1 muỗng cà phê nước mắm. Quý vị khán giả nhớ lưu ý là chúng ta sẽ cho nước mắm ở giai đoạn cuối cùng, vì mùi vị nước mắm bây giờ phối hợp chung với lại sốt mayonnaise Aji Mayo ngọt dịu sẽ làm món ăn chúng ta tăng hương vị lên rất là nhiều và có độ đậm đà nữa. Tất cả gia vị chúng ta đã hòa đều, cuối cùng sẽ cho phần rau cần vào. Rau cần này chúng ta cho vào giai đoạn cuối cùng để giữ màu xanh. Cho từng miếng khoai tây lên nè. Sau khi xếp phần khoai tây và cà chua vào, cô sẽ cho thịt bò vào giữa, cho một nhánh ngò giữa. Bây giờ đến phần của Minh Châu nha. Dạ. Rồi Minh Châu. Dạ, cảm ơn cô.
vào. Làm sao mà hay vậy ta? Tại sao miếng khoai tây nó mềm, nó dẻo mà nó thơm đến như vậy? Và đặc biệt hơn nữa, thịt bò này nhai không hề bị dai một chút nào hết, cảm nhận mềm. À, tại vì cô Thảo có bí quyết đúng không nè? Lúc nãy cô Thảo đã ướp mayonnaise achimayo ngọt dịu đúng không? Đúng rồi, chính xác. Món ăn đạt yêu cầu có nghĩa là thịt bò phải mềm, khoai tây có độ dẻo và chín đều, đặc biệt là các gia vị hòa quyện với món ăn thật là ngon. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình và chúc chị Thanh Mai sẽ thật là thành công khi thực hiện món ăn này cho các bé ở nhà thưởng thức. Và quý vị khán giả cũng sẽ tự tin như vậy khi thực hiện món ăn này thôi, bởi vì rất dễ, rất đơn giản, nguyên liệu dễ tìm mà khi chế biến ra lại rất là ngon nữa. Và nếu như mà quý vị có những cái ý kiến đóng góp hoặc là thắc mắc, hoặc là có những lá thư giống như chị Mai vậy đó muốn gửi về cho chương trình, thì hãy gửi thư về hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc quý vị có thể gọi điện thoại về Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam số 083 823 7557. Ngoài ra thì hiện nay website của Món Ngon Mỗi Ngày đã rất hoàn thiện và luôn luôn chào đón những ý kiến đóng góp cũng như những yêu cầu của quý vị. Quý vị hãy truy cập vào trang web mongonmoinngay.com để có thể theo dõi toàn bộ thông tin của chương trình quý vị nhé, hoặc tìm từ khóa Món Ngon Mỗi Ngày để đến trang web của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã luôn luôn ủng hộ và đồng hành cùng với Món Ngon Mỗi Ngày. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.